Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Vâng, thưa quý vị, có nên định cư ở Canada hay không? Đây là một câu hỏi mà có thể nói rằng nó không bao giờ có hồi kết. Ước tính rằng có khoảng từ 70 đến 80% người Việt Nam muốn đến định cư ở đất nước Canada. Trong khi đó, một số vì không có điều kiện họ không thể sang bên Canada được. Còn một số người thì lại thừa điều kiện, cũng có người chọn cho mình phương án ở lại, cũng có người chọn cho mình phương án ra đi. Vâng, trong số những người này thì có rất nhiều người có nhiều tiền, nhiều của nhưng họ vẫn ra đi. Bởi vì sao? Bởi vì có rất nhiều lý do, nhưng theo mình nghĩ có hai lý do chính. Cái lý do về cái vấn đề khi họ đã có nhiều tiền rồi thì cái nó lý do chính là họ không cần cái phần an sinh xã hội của đất nước Canada nữa, mà họ cần đến cái không khí trong lành để tăng cái tuổi thọ của họ lên. Vấn đề thứ hai á, là họ nghĩ về cái vấn đề quan trọng nhất là cái tương lai của con cái sau này khi chúng nó lớn lên được sống ở một môi trường tốt đẹp, một xã hội tốt đẹp hơn ở Việt Nam, đại khái nó là như vậy. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ hai cái phần tranh luận mà vấn đề là ở Việt Nam tốt hơn hay là ở bên Canada tốt hơn. Thì trong cái hội cái góp hội người Việt trên mạng xã hội vừa qua thì có một bài của một bạn đang ở Việt Nam đã đăng ẩn danh và nói rằng hai vợ chồng của bạn đi làm và lương của hai bạn ấy bình quân được từ 80 đến 100 triệu một tháng các bạn ạ. Có nhà lầu, có xe hơi. Đại khái là con cái cũng không phải lo lắng gì. Thì nếu mà như vậy thì có nên đến định cư ở đất nước Canada hay không? Thì sau bài viết này thì có hàng trăm lượt vào bình luận và cơ bản là cái bạn mà đã đăng bài viết này đang ở Việt Nam đã bị rất nhiều người trên cộng đồng mạng ném gạch đá. Có nghĩa là gạch đá này có thể bạn ấy xây cái căn nhà 5-10 tầng còn có thể đủ. Thế thì ở đây bạn ấy nói rằng là lương của bạn ấy là 800 đến 100 triệu. Thì cái vấn đề ở đây khi nghe bạn ấy nói thì người ta đã biết rằng bạn ấy nói dóc và có ý tức là để như là một cái vấn đề như là câu view trong cái bài viết của bạn. Bởi vì tất cả ai cũng biết rằng lương của bí thư coi như là hoặc là chủ tịch nước Việt Nam bây giờ cũng chỉ có đến mức độ 20, trên dưới 20 triệu mà thôi. Thì làm gì mức lương của vợ chồng bạn ấy làm cái gì mà đến tận 80 đến 100 triệu một tháng. Điều này là nghe đã không vào tai rồi đúng không các bạn? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ một bài viết mà một cái hay gọi đúng hơn là một cái bài phản biện đối với bài viết của bạn ở Việt Nam đó. Và người viết bài viết này cũng tham gia ẩn danh các bạn nhé. Nhân tiện có bạn gì đó ở Việt Nam khoe, ở Việt Nam giờ phát triển lắm, sướng lắm, mua trả góp nhà, xe cũng như ở Canada vậy, nhưng lại nòi ra mức lương từ 80 đến 100 triệu. Bởi người ta nói học toán rất quan trọng, khi so sánh cái gì thì cũng phải đồng hệ, quy chiếu nhà bạn. Đừng đem mức sống của người thu nhập rất tốt ở Việt Nam ra rồi nói đó là mức sống của cả nước Việt Nam. Giờ lấy số liệu chung là GDP trên bình quân trên một đầu người, mấy bạn Google đi. Để ý con số trên đó, tiền đô phải đổi lại. Mình chia sẵn cho các bạn dễ tính. Việt Nam một tháng trung bình tiền lương là khoảng từ 6 đến 7 triệu. Canada một tháng trung bình tiền lương khi trừ thuế xong xuôi là 4.000 đô Canada trên một tháng. Đó, cho nên là bạn ấy nói rằng mình đã trừ thuế nên đừng có lôi thuế ra mà nói. Thêm đây nữa là thu nhập bình quân đầu người, có người cao, có người thấp, nhưng so sánh thì lấy con số chung. Rồi đó, giờ đây, so sánh mức sống cặp vợ chồng ở thành phố Hồ Chí Minh, lương 15 triệu, 200 nghìn và cặp vợ chồng tại Toronto, lương 8 nghìn, xin nhắc lại đã trừ thuế. Vâng. Mướn một căn phòng ở thành phố Downtown Toronto nhé, tức là thành phố này rất sầm uất và đông người các bạn ạ, thì là khoảng vào 2.500 đô và bao điện nước. Và còn thì các loại tiền nữa ước tính độ vào khoảng hơn 1.000. Những thứ căn bản trong cuộc sống hết độ khoảng tính vào là khoảng 450.000
vẫn còn dư ra khoảng từ 3.500 đến 400.000, muốn xài hay là không xài tùy ý. Đi ăn bên ngoài thì nẩu bò, hải sản, cua, tuyết, hào, vân vân thì đều là ok và thường thường là ăn hết 70 đô trên một người. Đi ăn đồ nướng thì cũng tương tự như vậy và ăn một bát phở là ước tính vào khoảng từ 20 đến 30 đô trên một người. Xin lỗi các bạn, mình đã ho về cái sự bất tiện này. Vâng, tiếp theo cái vấn đề này mình sẽ nói tiếp. Cái trà sữa từ 6 đến 10 đô trên một cốc và đi ăn các nhóm bạn với 4-5 người thì chia bình quân ra là khoảng từ 100 đến 120 đô trên một người, đã tính tất cả các khoản vào đó rồi. Và mướn một chung cư một phòng ngủ ở mấy quận trung tâm từ 12 đến 16 triệu. Thôi dạt ra bên ngoài dễ tính, rẻ có nghĩa là 8 triệu. Tiền xăng và hai xe máy ở Việt Nam khoảng 800 đến 1 triệu, gần hết 15 triệu rồi. Mới những thứ cơ bản và tiền nhà mắc quá. Mà nếu dạt ra phòng trọ thì mua mức sống tôn thô rồi. Người ta ở sạch sẽ, đẹp đẽ, có phòng và tiền ăn ngoài. Nương này chắc cả đời cũng không biết mặt mũi con cua hoàng đế là như thế nào. Chắc cũng không dám bỏ ra mỗi người ăn hai củ làm đồi nẩu bò. Đi ăn cái nẩu đổ đông lạnh dở ẹt. Trà sữa thương hiệu 60.000 trở lên, lề đường là 30.000. Còn tính là 8.000 kia, nếu chịu khó vài năm là hốt được chiếc xe hơi chạy rồi. Nương 15 triệu, hai thì chắc không biết xe hơi là gì đâu. Vâng, đây là cái sự so sánh của một bạn về cái mức tiền nương trung bình là trên mỗi đầu người trên một tháng. Tất nhiên là cái chỗ này là theo mình nghĩ đây là một sự so sánh hơi bị khập khiễng các bạn ạ. Cũng có người thế này, này có người thế kia. Thì bạn ấy cũng so sánh ở đây thì bạn ấy nói rằng là cái mức sống nó như vậy thì cũng có những cái đúng. Chẳng hạn như mình nói rằng, chẳng hạn như, như hai vợ chồng ở đây mà họ đi làm nghề làm neo chẳng hạn, thì ít ra một tháng họ cũng có 12.000 đô các bạn ạ. Thì trừ cái chẳng hạn như thuê nhà độ khoảng hơn 1.000 rồi thì họ sẽ có hai cái xe ô tô các bạn nhé, có thể là đi làm hai nơi, thường thường là có hai xe ô tô, thì coi như họ chi phí cho hai cái xe đó mỗi một tháng ước chừng độ khoảng vào 500 đô la về cả tiền xăng dầu và tiền tiền thuế của chiếc xe, và trừ tất cả đi thì coi như là trong cái mức mà 12 triệu đó thì chắc chắn là họ vẫn giữ được khoảng theo mình nghĩ là từ khoảng 8 đến 9 nghìn đô la trên một tháng. Tất nhiên đây là một cái mức sống mà mình cho gọi là tức là một cái mức lương tức là cao, cũng như bạn ở Việt Nam so là bạn được 80 đến 100 triệu một tháng. Thì mình nghĩ rằng ở ngay ở Việt Nam những tiến sĩ giáo sư còn chưa có cái mức lương như vậy. Cho nên là theo mình nghĩ thì tất nhiên cái mức sống đất nước Canada đã đi trước cả Việt Nam mình đến cả 100 năm thì đương nhiên là coi như đời sống của họ phải cao hơn và làm ra đồng tiền cũng được nhiều hơn. Chính vì vậy mà coi như là nhiều người mới bỏ đến trên dưới cả 1 tỷ chỉ là để đi du lịch và đi làm farm thôi. Có nghĩa mỗi một năm chỉ làm được 6 tháng thôi. Nếu mà họ không cái tiền lương mà đi làm không nhiều như vậy thì không ai dám bỏ cái số tiền từ khoảng từ 600 đến 1 tỷ để đi đi du lịch và để kiếm tiền cả, đúng không các bạn? Cho nên là đây là một câu chuyện này thực ra là một câu chuyện vui, mặc dù có cái sự so sánh và những cái sự tranh luận và bản thân mình cũng chẳng để vào đầu làm gì, nhưng mình muốn chia sẻ cái vấn đề này để đưa ra một cái lời giải đáp rằng vấn đề định cư Canada là vấn đề gần như là muôn thuở không có lời kết. Có nghĩa là các bạn dù tranh luận là lên đi hay ở lại Việt Nam vẫn là một cái điều gọi là không có bên nào phân chia thắng bại. Theo mình nghĩ thì cái phần mà các bạn ủng hộ đi Canada khoảng 70-80%, tất nhiên là cái số đông chưa chắc gì đã thắng, đúng không ạ? Cho nên là nhiều người vẫn chọn phương án để ở lại, chứ không cứ gì coi như là tất cả mọi người đều muốn đi. Trong một bài viết này thì cũng có một bạn tức là Chat Tommy chia sẻ như thế này. Tính hai vợ chồng thôi mà mướn ở Downtown Toronto là sang và ăn uống cũng sang nữa. Bổ sung là chủ thớt thêm gia đình có con nhỏ thì như thế nào luôn. Ví dụ như nhà có một bé, hai bé, ba bé vân vân. Tiền học, tiền khám chữa bệnh, con nít khỏe
bệnh thất thường không nói được, tiền trích vaccine vân vân. Từng đó thôi đã đủ chết rồi chứ nói chi nhiều. Trong khi bên đây con càng nhiều, chính phủ cho tiền sữa hàng tháng càng nhiều và được nhiều hỗ trợ, lâu lâu được mấy đợt cho tiền cho tụi nhỏ. Con càng nhiều thì càng được miễn giảm thuế, rồi nhiều chỗ cho đồ ăn miễn phí, sinh hoạt cộng đồng miễn phí. Ngoài ra hệ thống đường xá, giáo dục, giấy tờ, không khí, môi trường vân vân, có quá nhiều thứ mà mình nghĩ người có tiền ở Việt Nam cũng không mua được. Vâng, theo bạn Chắc Tommy chia sẻ cái điều này, bình luận cái điều này thì mình thấy rằng nó là rất đúng. Những người không cứ gì là có nhiều con nhỏ, mà kể cả không có con nhỏ họ vẫn được hưởng một cái chế độ phúc lợi rất cao. Còn nếu có con nhỏ thì coi như là tính từ lúc mà đứa bé được sinh ra cho tới năm 18 tuổi thì nó được hưởng cái tiền sữa hiện tại như bây giờ đang là 650 trên một đầu em bé các bạn ạ. Đấy là tiền sữa. Còn đi học thì có thể chẳng hạn như là thỉnh thoảng nhà trường lại cho thêm một chút tiền bổ sung, gọi là tiền ăn ở buổi trưa đấy. Bởi vì trước đây là coi như là Canada là sẽ nấu bữa cơm trưa cho học sinh ăn, nhưng có nhiều em bé tức là bị dị ứng với các món ăn, bởi vì ở đây nó là hợp chủng quốc, nó nhiều quốc gia, cái người nhiều quốc gia trên thế giới, cho nên sẽ có các dân tộc ăn uống nó khác nhau, và những cái đồ ăn lạ thường thường sẽ dẫn đến nó bị dị ứng. Bởi vậy là họ bắt gia đình là tự mang cái bữa cơm trưa đi ăn. Thì lâu lâu nhà trường lại cho một cái khoản tiền gọi là tiền gọi là bổ sung vào cái bữa ăn trưa đó cho học sinh. Thì ngoài ra học sinh là được ở trường được uống sữa, được ăn hoa quả, được ăn bánh kẹo vân vân. Thì những cái đó đúng là không có cái gì thiếu. Mà bởi vì cái chính sách của đất nước Canada, họ ưu tiên trẻ em đầu tiên, sau đến phụ nữ và người khuyết tật và người già. Đó là những thành phần được ưu tiên cực độ. Đó, thì trong khi đó là có nhiều cái hỗ trợ khác nữa, ví dụ như tiền khí hậu nó khắc nghiệt là cũng được hỗ trợ. Và con cái mà càng nhiều thì coi như là cái sự chẳng hạn như các bạn đi làm thì cái tiền thuế các bạn sẽ phải, tức là không cần trả nhiều như những người mà có ít con cái các bạn ạ. Đó là những cái ưu tiên về những người có con cái và nhà có trẻ nhỏ. Vâng, trong video này mình không thể chia sẻ tất cả những cái lời bình luận của nhiều bạn trên đây, bởi vì có rất nhiều bạn chia sẻ và có nhiều đưa ra những ý kiến của riêng mình, và mỗi một cái ý kiến đều khác nhau. Nhưng nhìn chung thì cái số người mà nói rằng là đến đất nước Canada định cư vẫn là cái số con số đông. Thì cái điều này thì nó đương nhiên rồi, bởi vậy mà có những người Việt Nam mới bỏ ra một số tiền lớn để sang đây định cư. Chứ nếu không hơn thì người ta muốn bỏ quê hương đất nước để mà sang bên đó làm gì, đúng không ạ? Thế thì những người sang bên Canada định cư cũng có những cái thiệt thòi riêng của họ. Chẳng hạn như mình cảm thấy rằng mỗi một năm là có rất nhiều cái thời gian mình dành cho tới cái việc nhớ quê hương đất nước, rất muốn về thăm quê hương đất nước, nhưng vì có nhiều vấn đề chưa có thể về được. Cái vấn đề mà tiền vé máy bay để trở về nhà thì nó cũng so với ở bên này nó không đáng bao nhiêu. Nhưng coi như là cái vấn đề nó có nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như con còn nhỏ, hoặc là coi như là vẫn còn lo những công việc khác mà cho nó ổn định mà chưa có thể về được, thì đấy cũng là một cái điều thiệt thòi lớn. Còn những người ở Việt Nam thì họ lại coi như là cơm no áo ấm, chẳng hạn như là dù có nghèo đói hoặc lo ấm thì coi như vợ chồng con cái và tất cả gia đình họ hàng các thứ vẫn luôn luôn với nhau. Cái đó là cái tuyệt vời nhất, đúng không ạ? Thế còn thì những người ở bên này thì coi như là đôi khi rất là tủi thân, và coi như là có những lúc là nó bị áp lực về công việc và muốn chia sẻ cũng không biết chia sẻ với ai, bởi vì mọi người đều bận cả. Ở Việt Nam thì bình thường á, mình thấy rằng là cái tầm độ khoảng như là ngoài 50, tầm 55 tuổi trở lên đến 60 các thứ thì họ ok lắm rồi. Có nghĩa là những người đó họ ít có người để phải đi lao động lắm. Nhưng ở bên này á, 70 tuổi vẫn đi làm việc là cái chuyện rất bình thường. Phải đi làm, bởi vì bạn ngồi ở nhà thì cũng chết, tức là nó buồn bã vô cùng, chẳng biết có như nói chuyện với ai. Đi làm chính là cái cách để mà xả chết, để mà tránh được cái bệnh, tức là bị trầm cảm. Mặc dù không ai bắt bạn làm cả, nhưng chính bạn là người tự muốn đi làm mà thôi. Đó, ngay cả bạn coi như có nhiều tiền rồi, bạn không thích ở nhà. Không phải để bạn muốn kiếm thêm tiền,
mà cái vấn đề ở đây là muốn đi làm cho nó khuây khỏa, muốn gặp người nọ người kia chia sẻ câu chuyện nọ câu chuyện kia. Còn ngồi ở nhà các bạn làm cái gì? À, chẳng có ai cả, và coi như chỉ có suốt ngày chẳng hạn như xem tivi, quanh đi quẩn lại nấu ăn trong cái khung gian hẹp. Bởi vì ở bên này mùa đông nó kéo dài rất dài, nó là 6 tháng mùa đông. Chính vì vậy trên cái vấn đề nhiều người mắc bệnh trầm cảm, nó là lý do như vậy. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong video này mình sẽ cũng xin chia sẻ tiếp một bài viết rất ngắn thôi liên quan đến vấn đề định cư ở Canada, và vấn đề này thì nó liên quan đến một vài đất nước đó. Thì có một bạn cũng tham gia ẩn danh nói rằng tại sao trong vấn đề nhập cư vào Canada thì cái người Ấn Độ và cái người Trung Quốc nhập cư quá dễ dàng, mà tại sao người Việt Nam mình lại nhập cư khó khăn đến như vậy? Ngay cả vấn đề không nói là nhập cư mà ngay cả vấn đề đi 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 du lịch thôi đã bị khó khăn, từ ở hải quan Việt Nam cho tới hải quan Canada cũng coi như soi mói đủ các kiểu. Thế thì đây là vì lý do tại sao? Chẳng nhẽ chính sách, chẳng nhẽ như là người Canada, chính phủ Canada họ soi mói dân tộc Việt Nam hay sao? Thì câu hỏi này thì cũng có rất nhiều bạn trả lời, và mỗi người một ý. Tức là mình thì đứng ở giữa, mình cũng cảm thấy là thực sự là mình cũng không thể hiểu được cái lý do chính tại sao người Ấn Độ và người Trung Quốc lại nhập cư dễ hơn người Việt Nam. Điều này là mình phải thừa nhận đúng nó là như vậy. Thì ở đất nước Canada cũng như nhiều video mình nói rằng cái hệ thống gọi là cái hệ thống bán hàng Tim Hortons, tức là họ bán cà phê và nước ngọt các loại và những đồ ăn nhanh đó, bánh kẹo các thứ vân vân, thì cơ bản là của chủ Ấn Độ hết các bạn ạ. Còn những cái siêu thị chẳng hạn như Bichet, Golden thì vân vân, hoặc là cái chợ Kiến Hưng mà người ta nói chợ của Việt Nam nhưng thực ra tất cả đều của Trung Quốc các bạn ạ. Thì đó nhá. Còn thì những cái người Tây là họ có Metro, tức là họ có những cái chợ người Tây mà ở Metro. Thì ở đây những người châu Á mình thì ít người vào Metro để mua đồ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đồ ở Metro thường thường là nó tươi ngon hơn và nó là những cái đồ đắt tiền. Đấy, thì người Tây người ta mới mới sử dụng đến cái Metro. Còn người Việt Nam mình thì và các người châu Á thì hay đến các chợ của Trung Quốc để mua đồ ăn, bởi vì ở đó có đầy đủ. Mình có thể nói rằng đầy đủ hơn cả Việt Nam. Ngay cả những cái mớ rau thơm, rồi thì những cái mà chẳng hạn như củ diềm, củ gừng, rồi những cái như lá trầu không, tức là những cái tức là mình cảm tưởng như là ở bên này không thể có nhưng mà họ có đầy đủ hết các bạn ạ. Tức là mình xem còn đầy đủ hơn cả một cái chợ ở Việt Nam. Có nghĩa là người Trung Quốc người ta kinh doanh rất giỏi, người ta biết cái sở thích, cái mua hàng của người châu Á mình, Việt Nam mình, Trung Quốc, Ấn Độ thứ như thế nào. Có nghĩa mấy cái người châu Á đều giống nhau và họ đều hầu như là mua về gia đình ăn, ít khi họ đi ăn hàng quán. Cho nên là họ kinh doanh rất là giỏi. Thì ở đây mình thấy rằng tại sao họ lại dễ định cư vào đất nước này? Theo như mình nghĩ thì cái vấn đề đầu tiên á là họ chuẩn bị tốt trước cho một chuyến đi. Có nghĩa là mình chưa thấy một người nào Ấn Độ hoặc là người Trung Quốc không biết nói tiếng Anh. Ngoài cái ngôn ngữ của họ ra thì hầu như người nào cũng biết nói tiếng Anh. Nhưng người Việt Nam mình số người không biết nói tiếng Anh rất là nhiều. Bản thân mình cũng vậy, không biết nói tiếng Anh, tức là nói được rất ít. Thì đây là một cái sự chuẩn bị rất tốt của người Ấn Độ và người Trung Quốc. Và chính vì cái vấn đề có trình độ tiếng Anh cao trên là họ đã có ưu thế về cái vấn đề nhập cư. Bởi vì đất nước Canada là cái tiêu chuẩn đầu tiên là tiếng Anh, tức là làm sao là 5.0 trở lên. Thì người mình theo như mình biết á, người Ấn Độ họ rất chịu khổ nhục và coi như họ có chí đó. Và theo thống kê của nhiều cái trang coi như là trang trang web trên thế giới nổi tiếng á, thì là người Ấn Độ là người dân tộc kinh doanh và coi như là sống ở các nước ngoài là thành đạt nhất, sau đó mới đến người Trung Quốc các bạn nhé, chứ không phải người Trung Quốc đứng đầu đâu. Mình đã gặp hàng ngàn người dân Ấn Độ và sinh sống và nhập cư bất hợp pháp ở đất nước Thái Lan, họ thành công lắm các bạn ạ. Mặc dù là cái dân di cư và từ những bàn tay trắng, họ thường thường là đạp những cái chiếc xe đạp đi bán những cái hàng bán rong, nhưng chỉ một vài năm sau họ đã trở thành một ông chủ.
Có nghĩa là hầu như là cái ý thức mà trở thành ông chủ của họ là luôn luôn ở trong đầu họ. Và khi họ coi như là muốn đến đất nước Canada nhập cư chẳng hạn, thì cái tư tưởng của đó họ đã có trong đầu rồi. Và cái vấn đề đầu tiên họ biết là phải học tiếng Anh. Trên là chính, theo mình nghĩ đó chính là cái lý do tại sao mà người Ấn Độ tức là nhập cư dễ và đông như vậy. Và người Trung Quốc cũng như vậy. Còn người Việt Nam mình thì thật sự là quá khó khăn. Ngay cả những người đến đây theo các diện, đến Canada được theo các diện rồi á, thì có khi là đến 3 năm vẫn chật vật, chưa thể lấy được cái thẻ xanh, chưa thể lấy được cái gọi là cái thẻ thường trú nhân các bạn ạ. Trên là nhiều người tức là kiểu như bất mãn đưa ra các câu hỏi là có phải là chính phủ Canada ưu tiên cho dân tộc Ấn Độ và dân tộc Trung Quốc hay không. Mình xin thưa rằng theo cái cá nhân nhận xét của mình thì Canada họ chẳng có thiên vị một ai cả. Họ chỉ dựa vào hồ sơ tất cả vấn đề đó là họ đi đến cái kết luận là sẽ coi như là ok với bạn không trong vấn đề bạn muốn xin nhập cư. Nó là như vậy thôi. Còn thì bây giờ đó tất cả mọi cái trong vấn đề nhập cư nó đã thuộc về chính sách rồi. Làm sao có thể nhân nhượng người này chấm điểm 10, người kia chấm điểm 3 mặc dù hai người trình độ như nhau được, đúng không ạ? Tuy nhiên mình cũng nhắc lại rằng đây là cái cách nhìn của riêng mình. Còn thì có thể có nhiều người có những cách nhìn khác nhau. Đó. Thì mình xin đi theo, xin chia sẻ một bài viết khác cũng liên quan đến vấn đề đến định cư ở Canada. Một bạn tức là tên là Ngọc Minh Anh. Vâng, bạn chia sẻ như thế này. Mình là mẹ đơn thân 38 tuổi, một mình vật lộn với cuộc sống vất vả. 15 hôn nhân như địa ngục, bị đánh đập nhiều lần, tưởng như không thể đứng dậy được nữa. Khi ra đi thì hai bàn tay trắng, nhà ngoại theo tư tưởng ở quê không bao bọc con gái sau ly hôn, nên mình đã đơn phương độc mã. Chỉ khi tự mình vùng dậy để giải phóng cuộc sống cho mình, thoát được thì đi làm. Đúng mấy năm dịch cuộc sống khó khăn, giờ kinh tế suy thoái không gồng gánh được nữa, và bởi vậy là muốn đi ra nước ngoài kiếm tiền để sau này có một khoản tiền mang về xây một ngôi nhà nho nhỏ ở quê hương để sống. Mà phí đi nước nào cũng cao quá, các bạn có biết đường đi nào được lợ phí hay làm trả dần không? Vất vả mình chịu được, bế tắc thật sự luôn mọi người ạ. Vâng, đây là một trường hợp tức là mình nói rằng ít, có nghĩa là ít người dám chia sẻ cái vấn đề sự thật của bản thân. Tức là đơn giản nó là như thế này: một khi bạn không có tiền thì chắc là không ai giúp bạn. Chỉ chờ rằng bạn chấp nhận một cuộc sống mà chẳng hạn như là lấy một người cao tuổi và người đó có quốc tịch để lo lắng cho bạn, hoặc họ bảo lãnh sang theo một cái chương trình gì đó, chẳng hạn đưa bạn theo cái chương trình chẳng hạn như là đi lao động một vài năm, hoặc là đi theo cái tay nghề cao cái gì gì đó, đúng không ạ? Tức là làm sao? Tức là người ta lợi dụng về vấn đề bạn khó khăn để đưa bạn sang, nhưng cái mục đích của họ nó rõ ràng. Chẳng hạn như bạn sang thì phải chung sống với họ, có thể không phải là lấy họ suốt đời nhưng mà phải chung sống họ. Tức là theo mình nghĩ đó thôi. Bởi vì ở đây bạn nói bạn không có tiền, mà có cái công ty nào, có người nào mà giúp bạn để mà cho bạn đường đi mà để bạn nợ phí, thì mình nghĩ rằng là chắc là không ai có thể giúp bạn được. Thế thì vấn đề ở đây á, mà bạn là một người, theo mình nghĩ bạn ấy là một người dũng cảm, dám chia sẻ cái nỗi khổ của mình ra và sẵn sàng có thể là chịu cộng đồng mạng ném gạch đá. Bởi vì rất ít người trong cuộc sống này thông cảm với cái lỗi khổ đau vất vả của người khác các bạn ạ. Thế thì ở đây mình nói rằng cuộc sống thì nó vô vàn màu sắc. Có những người thì nó quá thuận tiện, cũng như là ngày hôm qua mình chia sẻ một video thì có một bạn quá thuận tiện, đúng không ạ? Và bạn ấy được chồng, tức là bạn ấy đang ở Việt Nam nghèo khổ cũng như bạn này, thế nhưng mà được một người ở bên này coi như là theo giới thiệu, thế là về Việt Nam và cưới bạn ấy. Thế là đi sang bên này và bạn ấy tức là có nhà cửa, có mấy xe hơi của chồng rồi. Và trong cái thời gian chỉ có mấy tháng bạn ấy xin được việc làm, và bây giờ đã làm 3-4 năm nay ở đây. Cuộc sống tức là một màu hồng, chưa thấy có một màu đen phảng phất nào hết.
Có nghĩa là mình thấy rằng chẳng hạn hoàn cảnh của bạn ấy với để bạn Ngọc Minh Anh là hai cái hình ảnh tương phản nhau rất là rõ rệt. Thì có những người thì đúng là họ không thiếu tiền và họ nếu muốn đi thì đi bất kể bằng lúc nào cũng được, bởi vì họ có tiền họ sẽ đi theo các cái chương trình mà dùng đến tiền bạc. Còn bạn ấy thì lại không có một đồng bạc cắt thì khó mà có thể đi được, ngoài cái vấn đề hôn thê ra, theo mình nghĩ nó là như vậy. Thì ở đây trường hợp này thì mình nghĩ rằng là nó không phải là số nhiều mà nó chỉ là số ít thôi, hoặc có là điều này là mơ ước của rất nhiều người bạn nữ nhưng mà các bạn ấy không dám dũng cảm để coi như là chia sẻ trên cộng đồng mạng mà thôi. Vâng, biết đâu đó mình hy vọng và coi như là có một người nào đó nhìn thấy cái hoàn cảnh của bạn, thương cảm và giúp đỡ bạn theo bằng một con đường nào đó để bạn có thể là sang được bên đất nước Canada và sau một vài năm có thể kiếm được một số tiền để về mua một mảnh đất, xây một ngôi nhà và sống một cuộc đời bình dị. Vâng, rất là mong muốn những cái mà cái ước mơ của bạn trở thành sự thật. Và mình cũng hy vọng rằng nếu bạn là người sống tốt thì coi như là gieo nhân nào gặp quả ấy thôi. Mình bạn sống tốt thì sẽ có quý nhân phù trợ, sẽ gặp được người tốt giúp đỡ. Hy vọng rằng bạn sẽ xem được video này và hãy tin tưởng, lạc quan lên, đừng bi quan. Bạn nói câu cuối cùng rằng bế tắc thật sự luôn mọi người ạ. Cái câu này là một câu cảm thán rất buồn. Và nếu mình đã là người chịu khổ, đã trải qua tất cả các sóng gió rồi thì mình hy vọng bạn sẽ đứng vững trên đôi chân của mình và bước đến những con đường phía trước mặc dù nó đầy chông gai. Vâng, câu chuyện của mình trong video ngày hôm nay xin được tạm dừng ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chia sẻ bài viết. Mong rằng các bạn tiếp tục theo dõi cái kênh của mình trong những video sau để kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả.